Con Bích Huyền và thầy Chu Hoàng Thông. Đến chào các em. Chúng ta lại gặp nhau ở tuần số 25. Tiết 25 và 26 là chúng ta sẽ ôn tập và kiểm tra như bữa trước. Cô nói là tuần này chúng ta sẽ kiểm tra một tiết, nhưng do thông báo mới của Bộ Giáo dục nên chúng ta chưa kiểm tra một tiết được. Để đi học thì chúng ta bắt đầu kiểm tra một tiết nhé các em. Thì hôm nay cô đi vào nội dung ôn tập. Nội dung ôn tập của chúng ta gồm có: thứ nhất là ôn bài hát. Chúng ta sẽ ôn hai bài, đó là bài Đi cắt lúa và bài Khúc ca bốn mùa. Phần ôn tập thứ hai đó là chúng ta ôn tập về nhạc lý, về quản nha. Và phần thứ ba chúng ta ôn tập là bài đọc nhạc. Chúng ta sẽ ôn hai bài, đó là bài đọc nhạc số 6 và bài đọc nhạc số 7. Và tiết số 27 của chủ đề của chúng ta là bảo vệ tổ quốc. Thế nào là bảo vệ tổ quốc? Bảo vệ tổ quốc là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi công dân. Điều đó đã thành ý thức của mỗi người Việt Nam, xuất phát từ truyền thống dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc. Nghĩa vụ cao quý này được khẳng định trong rất nhiều bản hiến pháp của nước ta. Hiện nay, đất nước ta hòa bình, ổn định, đang đẩy mạnh công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, luôn đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Hôm nay cô muốn giới thiệu cho các em qua cái chủ đề bảo vệ tổ quốc này một bài hát, đó là bài hát Ca Chiêu Sa. Bây giờ chúng ta cùng nhau khởi động giọng nhé các em. Chúng ta bắt đầu đi vào ôn tập bài hát đầu tiên, đó là bài Đi cắt lúa, dân ca Hơ Rê của Tây Nguyên. Sưu tầm là của nhạc sĩ Lê Toàn Hùng và đặt lời mới là của nhạc sĩ Lê Minh Châu. Tính chất của bài này thì chúng ta nhớ là hát vừa phải nha. Bài được viết ở nhịp 2/2/4 nha. Rồi bài được viết ở giọng đô trưởng. Và nội dung bài hát này là nói lên cái tinh thần vui vẻ, lạc quan, hồn nhiên trong sáng khi mà được mùa nhé các em. Khi mà các dân tộc thu hoạch được mùa nha, thì tiếng cười, tiếng vui của cả bản làng nha, đó là nói lên cái tinh thần lạc quan. Giờ chúng ta nghe cô đàn và giai điệu một lần, sau đó các em nghe thầy cô hát và chúng ta cùng hát hai lần nhé. Oh,
ta qua bài thứ hai, đó là bài Khúc ca bốn mùa, nhạc và lời của nhạc sĩ Nguyễn Hải. Tính chất của bài hát này chúng ta hát vừa phải và hồn nhiên. Bài này được viết ở nhịp 3 3 8. Nhịp 3 8 là nhịp có 3 phát, mỗi phát bằng một móc, móc đơn, phát một mặt, hai phát sau nhẹ. Nội dung của bài hát này nói về điều gì? Hạt nắng, hạt mưa đã được tác giả nhân hóa, hang hình tượng hóa. Và bài hát với nét nhạc nhịp nhàng, êm nhẹ, Khúc ca bốn mùa mang đến cho chúng ta một cách nhìn thiên nhiên thú vị và gần gũi với tuổi thơ. Để chúng ta cùng nhau nghe qua giai điệu bài này một lần, để sau đó chúng ta cùng hát nhé. Bài này được viết ở giọng son trưởng nhé các em. Giờ cô sẽ ôn qua cho các em phần nhạc lý. Quãng, quãng là gì? Quãng là khoảng cách về cao độ giữa hai âm vang lên lần lượt hoặc cùng một lúc. Đó là khái niệm về quãng. Quãng mà vang lên lần lượt cô gọi đó là quãng giai điệu. Giống như là bài hát mà nãy cô đàn đó. Nãy cô đàn cho các em nghe đó. Là từng nốt một như thế này nè. Cái đó ta gọi đó là quãng giai, giai điệu. Vậy quãng vang lên cùng một lúc thì cô gọi đó là quãng hòa âm. Thì các em nhớ là cái bài này bữa trước cô và thầy hát cho các em nghe hát bè đó. Nhớ không? Hát bè mà cô và thầy vang lên cùng một lúc. Một người hát nốt cao, một người hát nốt thấp. Đó, có ví dụ nè. Và một phấn nè. Đó, các em thấy là cô đàn hai nốt chồng lên nhau.
Để các em nhớ là quãng hòa âm này thường sử dụng trong hát, hát bè nhé các em. Bây giờ chúng ta qua phần thứ ba, đó là chúng ta ôn tập đọc nhạc số 6 và số 7. Đầu tiên chúng ta ôn bài đọc nhạc số 6, Xuân về trên bản. Các em coi bài. Bài hát này tác giả là của Nguyễn Tài Tuệ. Bài này chúng ta đọc, tính chất của bài là vừa, vừa phải nhé. Sau đó chúng ta sẽ đọc nốt và chúng ta cùng hát hai lời luôn nhé các em. Chúng ta nghe trước nè. Bắt đầu. Số 7, bài quê hương. Bài này của dân ca Ukraine. Tính chất của bài là chúng ta hát đọc vừa phải và tha thiết. Và các em chú ý cho cô, ở đây có cái dấu nhắc lại Bạch Dương tươi tốt. Cái đoạn đó chúng ta nhớ hát cho cô, nhắc lại cho cô hai lần liên tục nha. Rồi các em nghe cô đàn quay thời điểm một lần trước nha. Bắt đầu. Thank you.
chúng ta qua phần chính của bài, đó là học hát bài hát ca chiêu sa. Thì các em nghe cái từ ca chiêu sa và các em biết ngay đây là một bản nhạc, tác giả là của Plantin người Nga, lời Việt là của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Bài này được viết ở nhịp 2-4 nha. Cách hát của bài là nhanh vui. Các em coi chân dung của nhạc sĩ Plantin và nhạc sĩ Phạm Tuyên. Rồi, cô muốn giới thiệu sơ nét về nước Nga nhé. Đây, các em nhìn bản đồ của nước Nga rất là rộng lớn đúng không các em, trên bản đồ thế giới nha. Rồi, đây là cái quảng trường đỏ của Nga, một quảng trường nổi tiếng của nước Nga. Thủ đô của nước Nga là Moscow. Và đây là cái dàn hỏa tiễn mang tên là Katyusha. Thì các em nhớ là bài cái tên Katyusha này, bài hát này đã được nhạc sĩ Plantin sáng tác trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của nhân dân Liên Xô chống phát xít Đức năm 1939-1945. Bài hát được phổ biến rộng rãi và được nhiều người tưởng đó là bài dân ca Nga, nhưng thật sự nó không phải. Và các cô gái Nga đã hát bài ca chiêu sa này để động viên các chiến sĩ Hồng quân bên chiến hào. Yêu thích bài hát và cảm động trước tấm lòng của các nữ thiếu nữ, các chiến sĩ đã lấy ngay tên ca chiêu sa là tên gọi thân mật của các cô gái Nga, đặt cho một loại vũ khí gọi tên lửa là ca chiêu sa. Thì các em thấy bài được viết nhịp 2-4 đúng không nào? Ta tìm hiểu bài nhé. Bài được viết ở giọng gì nè? Thì các em thấy ở sau khóa son khóa biểu xuất hiện một dấu dán, nó nằm ngay đường kẻ thứ ba, đó là nút si dán. Rồi ở dưới cuối bài ngay chữ chan hòa, ngay chữ hòa kết thúc ở nút rê. Như vậy bài này được viết ở giọng rê thứ. Rồi các ký hiệu gồm có bài hài hát tính chất của nó là nhanh và vui, nãy cô nói rồi ha. Rồi có ký hiệu dấu nhắc lại ở cái khuôn nhạc thứ hai, các em thấy có vạch kép và hai dấu chấm ở cuối bài, ở ngay cái nhấp nháy đỏ đó, cũng có hai vạch kép. Thì nhớ cái đoạn này các em nhớ nhắc lại cho cô mấy lần, hai lần nha. Rồi bài này được chia làm mấy câu nè? Câu 1, dòng sông xưa rừng táo trắng hoa nở đôi bờ. Câu 2, lặng lờ trôi mặt nước đã loang sương mờ. Câu 3, kìa bóng ai thấp thoáng đó chính ca chiêu sa. Câu cuối cùng, giữa trời mây dòng sông nắng tươi chan hòa. Ở đây các em chú ý chúng ta có một vài dấu luyến nha, ví dụ như chữ thấp nào. Rồi có xuất hiện dấu lặng đơn ở câu số 4 nha, tí nữa chúng ta hát chúng ta sẽ nói tới nha. Giờ các em nghe cô và thầy sẽ hát qua bài này một lần. Thank you.
Giờ chúng ta sẽ tập hát từng câu nhé các em. Bài nha các em. Sống, sống xưa, đêm chưa chuẩn bị.
Tôi nhắc lại như vậy, hôm nay chúng ta đã học 3 nội dung. Phần thứ nhất đó là phần ôn tập, thì chúng ta có ôn tập 2 bài hát Đi cắt lúa khúc ca bốn mùa và 2 bài đọc nhạc, đó là bài đọc nhạc số 6, số 7. Chúng ta ôn lại phần nhạc lý về quãng. Và cô hôm nay đã dạy cho các em về bài hát, đó là bài hát Ca Chiêu Sa. Các em về nhà coi lại bài và tập hát và thuộc lời bài hát với các em. Thì các em thấy các chiến sĩ đã bảo vệ quê hương đất nước, không biết đã bao nhiêu người đã ngã xuống, đã đổ máu để bảo vệ quê hương đất nước, để chúng ta có được sống trong hòa bình như hôm nay. Các em được yên vui cắp sách đến trường để học. Vậy thì bây giờ bản thân chúng ta đã làm gì để bảo vệ quê hương đất nước? Bây giờ chúng ta tuổi còn nhỏ đúng không nào? Thì các em làm việc nhỏ thôi, bằng cách chúng ta cố gắng học hành, học tập thật tốt, trao dồi kiến thức, thì sau này có thể chúng ta mang kiến thức của mình học được và mình đóng góp trước tiên là cho bản thân mình, cho gia đình và sau đó cho xã hội, giúp đất nước chúng ta ngày càng tiến xa và tiến mãi. Giống như Bác Hồ đã nói, non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có sánh vai được các cường quốc năm châu hay không? Đó chính nhờ công học tập của các cháu. Các em nhớ nhé. Cô Bích Huyền và thầy Chu Hằng Thông mến chào các em. Hẹn gặp lại các em vào tuần sau nhé.